Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lâm Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Hôm nay mình nấu hủ tiếu xương nha bạn. Đó, mình sẽ làm nước nèo hầm xương nha bạn, hầm củ cải trắng nha. Đó, với có da heo nữa các bạn. Đó, quá ngon nha. Thì mình tráng hủ tiếu ăn nha bạn. Đó, xương nè. Và thấy quá đã không bạn? Đó, với củ cải trắng thôi nha. Và đây mình làm một nước lèo hủ tiếu xương nha bạn. Đó, một nồi nước lèo luôn nha bạn. Rồi nó đã sôi nha bạn, mình hầm cho nó lâu xíu cho nó xương nó rụt nó ra nước lèo rất là ngon nha bạn. Cái này món này bữa nay chủ nhật mình nấu ăn nha bạn. Đó, rất là ngon nha. Một nồi luôn nha. Nồi to luôn nha bạn. Đó, nó đang sôi nha. Mình sẽ tắt lửa cho các bạn xem toàn cảnh nha. Đó. Đó, bạn thấy ngon không? Thịt nằm ở dưới hết nha bạn. Trong đó. Các bạn nha, đây là nãy mình là nấu xong rồi bắt đầu mình ăn nha. Đó, mời các bạn đây một tô luôn mà bạn thông cảm nha, mai nó con người nó khó lắm. Đó. Rồi các bạn ăn nha. Rất ngon các bạn, hủ tiếu xương thịt heo rất luôn các bạn. Nó chín lại mình mới ăn nha. Ngon mà. Các bạn nha, ăn xong rồi.